Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phu âm theo thánh Luca. Lời Chúa vinh, vinh 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 Chúa, vinh danh Chúa. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng phần các con các con hãy ghi vào lòng những lời này Con người sẽ bị nộp vào tay người đời Nhưng các ông không hiểu lời đó Vì nó còn bị che khuất Nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa Và các ông không dám hỏi người về lời ấy đô là lời Chúa lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Đó là lời loan báo của Chúa Giêsu trước các môn đệ của người. Thế nhưng khi lời loan báo này với các ông thì các tông đồ của Chúa ngơ ngác không hiểu gì cả là bởi vì mới vừa đó những lời rao giảng và những phép lạ mà Chúa Giêsu làm cách lẫy lừng làm cho dân chúng cũng như các môn đệ của Chúa thán phục về quyền năng của Thiên Chúa ấy vậy mà giờ đây sao quyền năng đó lại phải khuất phục để rồi con người phải bị nộp vào tay người đời đó là vấn nạn lớn lao mà các tông đồ của chúa không hiểu kính thưa ông bà cô bác và anh chị em các tông đồ của chúa chỉ có thể thực sự hiểu về con đường mà Chúa Giêsu phải đi qua để đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Một cách rõ ràng khi sau biến cố Chúa Giêsu Kitô phục sinh, còn trước đó thì không. Vì vậy mà Chúa Giêsu mới tuyên bố cuộc khổ nạn của mình không chỉ một lần mà đến cả hai lần để một phần cho dân chúng không ngộ nhận về sứ mạng thiên sai của Chúa Giêsu theo kiểu của Trần gian. Nghĩa là dùng chính trị, quyền quyền năng quyền hạn hay là sức mạnh của mình để giải phóng dân tộc Israel khỏi tay đế quốc Roma và rồi sẽ à, đứng lên để làm vua Israel. Theo kiểu như là anh hùng giải phóng dân tộc đàn khác thì Chúa Giêsu lại từng bước từng bước một để dẫn dắt các tông đồ của Chúa hiểu đúng về sứ mạng và con đường thập giá đau khổ mà Ngài phải đi qua. Ngài không phải chỉ giải phóng dân Israel mà toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và Cái chết Mà do tội lỗi gây ra cái Con đường cứu chuộc này Không đâu khác Ngoài việc Chúa Giêsu thực hiện Bằng chính cuộc khổ nạn Và bằng tình yêu của Ngài Thật vậy Để cứu chuộc con người Chúa Giêsu đã tự nguyện Đi vào con đường thập giá Con đường của đau khổ Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của con người trong đó có các môn đệ vì thực ra con người ai cũng muốn cho mình có được một cái cuộc sống bình yên một cái cuộc, cuộc sống à, sung sướng và tránh đi những cái phiền muộn đau khổ ở trong cuộc sống thế nhưng những ưu tư phiền muộn những đau khổ đó như là cái gì đó tất yếu và gắn liền với cuộc sống của con người, dù nhiều hay là ít chúng ta không sao tránh được những cái đau khổ những cái phiền muộn đó. À, Thưa ông bà anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay khi loan báo về cuộc khổ nạn của mình, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ hãy đối diện với đau khổ Vì nếu đau khổ là thành phần tất yếu trong cuộc sống Thì con người không sao chối bỏ thực tại này Cũng không tìm cách để mà tránh né những cái đau khổ Mà phải đối diện với nó Và đồng thời Chúa Giêsu cũng chỉ cho các tông đồ Và những người do thái và cũng có thể cho tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay trong cách đối diện với những cái đau khổ đó cái phương thế đối diện cái đau khổ đó là chấp nhận đau khổ trong tình yêu vì đau khổ mà không có tình yêu thì điều đó quá thật là đau khổ và nơi đó chỉ là quả ngục người ta nói ở trong cuộc sống con người có hai cái hai cái điều mà làm cho người ta phải đau khổ đau đớn nhất đó là người mẹ khi chuyển dạ sinh con và một cái đau khác đó là bị đau thận nhưng mà người ta nói có thể cái đau của người mẹ chuyển dạ sinh con đó còn hơn là cả đau thận nữa thế nhưng cái đau của người mẹ thì nó có ý nghĩa bởi vì sao cái sự đau đớn tột cùng đó thì đứa con ra đời đó là một cái kết quả tình yêu của người cha người mẹ đang mong đợi còn cái đau của đau thần cái đau vô nghĩa nếu như chúng ta không đặt cho nó không mặc cho nó một cái ý nghĩa nào thì nó là vô nghĩa cũng vậy bị nộp vào tay người đời và đau khổ thập giá nó cũng sẽ vô nghĩa nếu như Chúa Giêsu không tự hiến và thánh hóa nó bằng một tình yêu để rồi dùng nó như là một cái phương thế cái phương thế để đem lại ơn cứu rỗi cho con người. Thương bà anh chị em Chúa Giêsu đã đón nhận đau khổ và ngài đã biến cái đau khổ của thập giá trở thành thánh giá và cái đau khổ trở thành một hiến lễ của tình yêu do đó cái đau khổ này trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho cả nhân loại và từ đó Chúa Giêsu cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta ai muốn theo Chúa hãy tự vác thập giá của mình hằng ngày mà theo chúa bởi vì mỗi ngày trong cuộc sống ngày nào có sự khốn khổ riêng của ngày đó đó là thập giá thế nhưng nó có được hạnh phúc hay không được bình an hay là không thì tùy vào con người có biết đón nhận nó với tình yêu hay là không Ngày xưa các tông đồ không hiểu con đường mà Chúa Giêsu đã dùng để cứu chuộc nhân loại. Nhưng các tông đồ không dám hỏi Chúa Giêsu. Ngày nay chúng ta cũng có thể có cùng một tâm trạng với các tông đồ chăng? Chúng ta cũng không thể hiểu hết về mầu nhiệm thập giá của Chúa chúng ta cũng không thể hiểu được hay là nhiều lúc chúng ta cũng không hiểu được thập giá mà chúa gửi đến trong từng người của mỗi người chúng ta trong cuộc đời chúng ta cũng không hiểu được nhiều thứ khác ở trong cuộc sống của chúng ta tại sao như vậy tại sao và tại sao không hiểu nhưng chúng ta nhiều khi mình cũng không dám không dám học hỏi chúng ta không dám đến với Chúa để xin Chúa mặc khải cho chúng ta và chúng ta cũng không dám dấn thân trên cái con đường tình yêu mẹ Maria có những lúc mẹ phải quỳ ở bên Chúa để rồi suy niệm những lời của Chúa như chúng ta thấy biến cố mẹ Maria sinh con tại bê lem ẩm bồng con sang ai cập dưới chân thập giá có lẽ mẹ không hiểu hết không hiểu hết cái con đường mà chúa dẫn mẹ đi cái con đường mà chúa dùng để cứu chuộc nhân loại nhưng không hiểu không phải không hiểu rồi mẹ 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 bỏ mẹ bỏ cuộc không mẹ vẫn tiếp tục nhưng mẹ xin Chúa Để sôi sáng cho mẹ Chúng ta cũng vậy Thưa ông bà, anh chị em Chúng ta hãy khiêm tốn Và tin tưởng đến với mẹ Để chúng ta xin Ngài mặc khải cho chúng ta Để chúng ta được hiểu biết thêm về Chúa Để hiểu về con đường thập giá Mà mỗi người chúng ta cần phải đi qua để chúng ta đến được cái sự sống muôn đời ở bên chúa amen